Chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà dòng sản phẩm máy đục hơi TCB 200. Dòng này của hãng Toku, xuất xứ Nhật. Sử dụng mũi đục có đường kính là 30. Cái bộ này có lực đập của nó là 1.100 lần trên phút, lưu lượng khí là 1.4 mét khối trên phút và hành trình của nó là 165 mili. Sau đây mình